gacchami tati yambi buddhaṃ saraṇaṃ gacchami tati yambi dhammaṃ saraṇaṃ gacchami tati yambi sanghaṃ saraṇaṃ gacchami. Ti saranagahanang paripunnang bhana tivata veramane sikha padang samadhiyami adinnadana veramane sikha padang samadhiyami kama sumichachara veramane sikha padang samadhiyami musavada veramane sikha padang samadhiyami Sura meraya machappamadathana veramane sikha padang samadhiyami. Dạ con quên, con chưa mở mic. Banatipata veramani sikha padang samadhiyami adinnadana veramani sikha padang samadhiyami kame sumicchachara veramani sikha padang samadhiyami musavada veramani sikha padang samadhiyami surame raja macchappamadathana veramani sikha padang samadhiyami. Imani pancha sikha padani sadukhaṃ katvā apamādena nicchakālaṃ sammārakhi tappaṃ silena sugatiṃ yanti silena bhoga sampadā silena nipputiṃ yanti tasmā silaṃ visodhaye. Sa thu lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Thanh Tâm đã thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Dạ, tiếp theo con xin được sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamange na vande hang ba da bang sung paruttamang Buddhe yo khalito do so buddho kamatu tang mamang Uttamange na vande hang tham chadu vít hằng qua rằng tham mê vô khali tô đô so tham mô ca ma tu tăng ma măng út ta măng ghê na quan đề hằng sang khanh chadu vít hốt ta măng sang khê vô khali tô đô so sang khô ca ma tu tăng ma măng. Dạ con kính dâng bích đến sư Thanh Tâm để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa buddha nubhavena sada sotthi bhavantu te. Bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa dhamma nubhavena sada sotthi bhavantu te. Bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa sangha nubhavena sada sotthi bhavantu te. Sa thu lành thay. Dạ phần thọ trì tam quy và ngũ giới đến đây đã hoàn tất. Dạ con xin cho mic đến cho cha Vin ạ. Dạ kính cảm ơn sư Thanh Tâm và kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Xin cho mic lại cho cha Vin ạ. Nam mô Bích Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, và con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và con kính đảnh lễ
Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Thamma de sanaya chanagatha Brahmachalokathipati sahambati katanchali antivarang aya chatha santi thars santi thasaktaparachakkachatika dese tu thammang anukambimang bacang sakthamma ferin vinayan chakayan suttan chapantham avitham Machamang Ako tayanto chatusak chadandang bapo tateye barisa Yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư Niết Bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vạn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phụ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết đáp pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được, trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng, kính cung thỉnh Sư Pháp Thanh, từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay, ngũ quyền và ngũ lực. Ba, niệm quyền và niệm lực. Và một lần nữa con kính đảnh lễ và kính thỉnh bàn tay của Sư Pháp Thanh ạ. Dạ, hồi nãy con quên tri ân. Dạ, con xin thay mặt đạo ca tràng kính tri ân Sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng, đã truyền giới, truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng của chúng con. Và kính cảm ơn chị Kim Nhung đã thọ trì tam quy và ngũ giới. Dạ, con không biết Sư Pháp. Dạ, con thấy bàn tay của Sư rồi ạ. Dạ, sa thú con kính gửi mít lại cho Sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Và kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục học cái ngũ quyền ngũ lực, thì cái chi pháp thứ ba là niệm quyền và niệm lực. Thì niệm nó là cái sự ghi nhận rõ ràng, không lầm lẫn, sự tỉnh táo, tỉnh thức, không có lãng quên. Đó là ý nghĩa của niệm. Thì khi nào mà niệm nó mạnh mẽ, nó cai quản tất cả những cái pháp đồng sanh, gọi là niệm quyền. Và khi mà niệm nó trở thành một cái sức mạnh, thì gọi là cái niệm lực. Thì ở đây thì nhắc lại để quý vị nhớ, cái trạng thái của niệm này là nó không có lơ là. Cái phận sự của nó đó là ghi nhận
rõ ràng, không lẫn lộn. Thành tựu của nó là gì? Là có sự cẩn trọng. Nhân cận của nó là phải có một cái đối tượng để cho nó ghi nhận. Thì thường thường ấy, khi mà chúng ta chưa có hiểu biết, chưa có sự tu tập thì sao? Cái sinh hoạt hay là cái luồng tâm thứ tâm ấy, nó luôn luôn nó trôi chảy. Thì cái tâm á là nó suy tư, nhớ tưởng những việc đã qua, rồi suy tính xếp đặt những cái việc sắp tới. Cho nên á là cái tâm của chúng ta đó nó luôn luôn nó bận rộn, mà nó không bao giờ nó có sống ở trong hiện tại. Thì khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta tu tập á, thì sao? Thì chúng ta phải có cái sự ghi nhận, cái đối tượng ngay trong cái đời sống hiện tại. Thành ra đó, cái niệm nó giống như là một cái trụ neo để mà đem cái sự sinh hoạt của tâm trở về ngay trong cái đời sống hiện tại. Hiểu gì thấy rằng á, con thuyền á thì nó sẽ trôi dạt ở trên cái biển, từ đông sang tây, rồi từ nam xuống bắc, nó đi mang lung tung. Mà bây giờ muốn giữ cái con thuyền á thì phải sao? Phải có một cái trụ, phải trụ phải vững vàng, hoặc là cái neo để giữ cái con thuyền nó đứng yên trở lại. Thì cái niệm á ví như là cái trụ, cái neo nha. Rồi quý vị thấy rằng những cái người mà họ thuần hóa những cái con vật thì sao? Ví dụ như cái con ngựa, hoặc là con bò, hoặc là con bay, khi mà người ta muốn thuần hóa nó sao? Người ta phải dùng cái dây, dùng dây trói nó vô một cái cọc, cái cọc này phải đóng dính ở dưới đất, phải cứng, hoặc là họ trói nó vô cái cây, một cái gốc cây thật to, phải vững vàng. Tại vì á nó rong ruổi lêu lỏng quen nè, bây giờ mà muốn thuần hóa nó thì phải trói buộc nó vô một cái gì thật là cứng, thật là vững, rồi từ từ á mới thuần hóa nó được. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải có cái niệm cho thật vững. Ở trong ba pháp bố thí, trì giới, tu tiến, thì cái pháp mà tu tiến đó là nó niệm nó đóng một vai trò hết sức là quan trọng. Khi mà bất cứ tu thiền tịnh hay hoặc là thiền tuệ, bất cứ một cái phương pháp tu tiến nào nó cũng phải đòi hỏi cái niệm phải mạnh mẽ, liên tục, liên mặt. Thì như vậy đó, nó sẽ giúp cho các cái chi pháp khác để mà phát triển. Giống như khi mà quý vị trồng một cái cây cũng vậy. Nếu mà cái nền đất đó nó mềm quá, nó xốp quá, nó yếu quá đó, thì sao? Cái cây nó không có đứng vững,
nó cứ bị gió lay động hoài thì cái rễ nó không phát triển được. Mà khi mà cái bộ rễ mà nó không phát triển thì nó làm sao mà nó cho quả được. Cho nên á, là chính cái niệm mà nó là cái nền tảng, nó phải vững, phải mạnh. Chính là niệm quyền nó phải vững để cho các chi pháp khác phát triển. Niệm trở thành sức mạnh để thúc đẩy đưa các chi pháp khác phát triển tốt đẹp. Cho nên là niệm quyền, niệm lực ở đây nó phải mạnh. Bây giờ quý vị học mà quý vị không có cái sự mà ghi nhận, quý vị nghe mà nghe một cách lơ là, nghe không có một cách mà ghi nhận rõ, thành ra sao? Thành ra quý vị sẽ không có nhớ. Chính nhờ cái ghi nhận một cách mạnh mẽ này nè, nó mới trở thành cái nhớ, ghi nhớ. Cho nên cái người học sinh cũng vậy. Khi mà vô trường học, khi mà thầy giáo giảng bài thì sao? Thì phải có sự chú tâm, phải ghi nhận những cái kiến thức, những cái phương pháp mà ông thầy ổng truyền đạt, ổng chỉ dẫn, hướng dẫn cho mình. Rồi khi mà chúng ta muốn thực hành những cái điều tốt đẹp cũng vậy, thì sao? Chúng ta phải có sự ghi nhớ cẩn trọng, không có lẫn lộn. Nhờ có cái sự ghi nhớ này nè, một cách rõ ràng, thì khi mà chúng ta thực hành thì mới đem đến những cái kết quả tốt đẹp. Cho nên là chính vì cái niệm nó vững vàng, nó mạnh mẽ, thì nói tạo cơ hội cho định phát sanh. Mà định vững vàng thì mới tuệ mới được phát triển. Thì trong đời sống sở dĩ mà những cái phiền não mà nó phát sanh, nó có điều kiện, nó hiện khởi là gì? Là cái tâm buông lung, cái tâm phóng túng, phóng dật, không có ở yên, không có trụ trên cái giây phút, cái đối tượng hiện tại. Chính vì cái sự phóng túng, phóng dật này đó, nó là cái điều kiện, là cái miếng đất màu mỡ để cho phiền não phát sanh. Mà khi phiền não sinh khởi thì sao? Thì khổ đau phát sanh. Cho nên là cái khi mà chúng ta mà thực hành giáo pháp thì cái trì niệm nó rất là quan trọng trong cái vấn đề mà thực hành giáo pháp hay là pháp tu tiến. Chính nhờ có niệm mà nó là cái nền tảng vững vàng thì định mới có thể sanh khởi. Rồi khi mà định tâm vững vàng thì tuệ nó mới sanh khởi. Mà khi mà trong đời sống chúng ta có sự hiểu biết thức tỉnh rõ ràng, rồi trí tuệ chánh niệm tỉnh giác đầy đủ thì sao? Thì sẽ có sự an vui. Đó. Cho nên cái niệm
niệm quyền, niệm lực, nó là một cái chi pháp hết sức là quan trọng trong cái sự học cũng như là cái sự thực hành của một cái vị hành giả. Cho nên á, là chúng ta luôn luôn chúng ta phải có cái niệm luôn khi mặc dù khi mà chúng ta thực tập có lúc thân thể chúng ta nó mệt, khi mà mình đi kinh hành một lúc nó cũng mệt, mình ngồi mình nghỉ mình thư giãn, hoặc là sau cái giờ mà tọa thiền thì mình ngồi mình nghỉ mình thư giãn, nhưng mà cái thân nó thư giãn nhưng mà cái niệm á, thì phải liên tục phải hiểu biết, phải ghi nhận liên tục, chứ cái chúng ta không thể nào mà xin thân nghỉ rồi cái niệm cũng nghỉ luôn, mình không có như vậy á, thì cái sự tu tập nó bị gián đoạn và cái các pháp nó không có sự tiến bộ được, nó có kẽ hở. Mà khi mà chỉ cần một giây phút mà chúng ta lơ là, thiếu niệm thì sao? Thì lập tức cái phóng dật nó sẽ chen vô. Mà khi mà phóng dật chen vô thì bắt đầu nó lôi cuốn chúng ta lan man trôi dạt trong cái suy nghĩ những cái phiền não khổ đau. Cho nên là khi mà chúng ta hiểu biết cái điều quan trọng như vậy, thì chúng ta phải có sự niệm một cách liên tục, không có ngưng nghỉ. Rồi lúc đầu thì chúng ta niệm, chúng ta ghi nhận thì khi mà chúng ta có sự ghi nhận hiểu biết như vậy, liên tục như vậy, thì sẽ làm cho cái niệm của mình mỗi ngày nó mạnh mẽ hơn, nó sắc bén hơn. Rồi khi mà quý vị ghi nhận quý vị cái sự ghi nhận của mình vượt qua tất cả những cái chế định bên ngoài, thấy rõ cái đối tượng bằng cái tính chất chân đế nha, qua danh sắc và các đối tượng qua cái định luật tam tướng luôn luôn là biến đổi thay, không ngừng sanh diệt. Rồi chính vì chúng luôn luôn biến đổi thay sanh diệt, cho nên đem đến cái sự bất toại nguyện khổ. Rồi mà cái quy trình của nó đó diễn tiến theo cái định luật nhân quả, theo nhân duyên, mình không thể can thiệp, mình không thể nào điều khiển, mình không thể nào mà bắt buộc nó đi khác với cái quy luật được, cho nên là vô ngã. Mà khi mà chúng ta có sự ghi nhận một cách rõ ràng như vậy đó, thì mới trở thành là chánh niệm. Rồi một cái hiểu cái chánh niệm là sao? Ví dụ quý vị thấy những cái tôn giáo khác họ cũng có niệm chứ. Ví dụ quý vị thấy rằng những cái ông thầy pháp, ông thầy đồ đó, mấy ông luyện chú, luyện rồi này kia nọ đó, mấy ông cũng phải có niệm. Nhưng mà cái đó là gọi là tà niệm. Còn lúc đầu mình quan sát, mình ghi nhận, mặc dù cái niệm của mình nó chưa có xuyên thấu được cái chế định bên ngoài, nhưng mà chúng ta quan sát
chúng ta hiểu biết theo cái đường lối chân chánh, thì cái đó cũng gọi là chánh niệm. Nhưng mà lúc đầu là đi trên cái đường chân thôi, chứ chưa phải là thật sự là chánh niệm. Chánh niệm mà trong bát chánh đạo á, thì nó phải là sự ghi nhận hiểu biết đối tượng mà rõ ràng ngay trong giây phút hiện tại, qua cái hiểu biết về tính chất chân đế, thực tướng thực tánh, và ghi nhận rõ ràng đó. Cho nên là cái chánh niệm á, mình phải hiểu nó theo từng bước. Lúc đầu nó là cái sự ghi nhận theo một cái đường lối chân chánh, cho đến khi mà chúng ta hiểu biết, ghi nhận đúng cái tính chất, rồi qua đúng các cái định luật, đúng theo cái tính chất chân đế, thì nó mới trở thành là chánh niệm. Cho nên mình phải phân biệt. Có đôi lúc là chúng ta nói là khi một vị hành giả phải có sự chánh niệm, rồi tỉnh giác, nhưng mà cái chánh niệm lúc đầu này đó là mình đi theo một cái đường lối chân chánh, chứ chưa phải là đạt đến cái trí tuệ để mà ghi nhận nhận thức đối tượng một cách đúng theo chân đế. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi trong đời sống thì Đức Phật thường hay nhắc nhở, khuyên dạy chư tỳ khưu phải phát triển cái thân hành niệm, hay là chúng ta áp dụng cái niệm vào trong cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Đức Phật dạy, này chư tỳ khưu, khi đắp y, mang bát đi và làm khất thực, thì vị tỳ khưu phải hiểu rõ, biết rõ từng oai nghi, từng động tác. Rồi sau khi từ làng khất thực trở về, vị tỳ khưu cũng phải ghi nhận, hiểu biết rõ từng cái cử động, từng oai nghi, từng cái động tác, từng cái chuyển động. Cho nên là cái niệm nó phải được ghi nhận liên tục, chứ không phải khi nào mà mình hành thiền thì có cái chánh niệm vững vàng, nhưng mà sau khi mà xả thiền rồi thì chúng ta buông lung, thì như vậy đó, cái niệm lực của mình nó rất là yếu. Quý vị thấy rằng những cái chiếc thuyền mà nó muốn vượt qua những cái cơn sóng dữ thì sao, các cái kết cấu của chiếc thuyền đó, những cái tấm ván, những cái xương gỗ, nó phải mạnh mẽ, nó mới đủ chịu lực va đập của các cái cơn sóng dữ. Còn nếu mà những cái tấm ván nó kết cấu mà không có vững vàng, cái sườn của chiếc thuyền nó yếu, thì sao, nó sẽ bị tan vỡ trước cái va đập của cái cơn sóng dữ. Thì trong đời sống chúng ta cũng vậy, hằng ngày chúng ta phải chịu tác động của phiền não tham sân si, cũng giống như là những cái cơn sóng dữ vậy. Rồi nếu mà cái niệm của mình mà yếu thì sao, mình sẽ bị nó quật ngã. Cho nên là chúng ta phải rèn luyện. Sở dĩ mà tại sao mà chúng ta khi mà chúng ta vào thực tập, chúng ta hay bị phóng tâm, chúng ta bị trạo cử, bị phóng dật, tại vì cái niệm
niệm lực của mình nó còn non yếu, chưa đủ sức đương đầu với cái phiền não. Đó, tại vì á, mình mới sơ cơ, mình mới tu tập mà, giống như cái chiếc thuyền mình mới biết đóng nhưng mà nó chưa có kết cấu, chưa có vững vàng, cho nên mới vừa ra chỉ có một lượng sóng, một lượng sóng hơi lớn chút là nó đã vỡ rồi. Cho nên mình phải biết rút kinh nghiệm, bây giờ mình lập lại, mình làm lại, bây giờ mình phải gia cố cho nó vững vàng hơn. Khi nào mà cái chiếc thuyền của mình nó đủ sức mạnh để chịu sự gia đập với các cái cơn sóng dữ của phiền não, thì sao nó mới có cơ hội vượt qua đến bờ bên kia. Thì như vậy đó, trong đời sống chúng ta phải cố gắng thực hành cái chánh niệm của mình trong sinh hoạt, trong đời sống hàng ngày. Chúng ta phải có sự ghi nhận, có sự hiểu biết các đối tượng danh sắc, tất cả các đối tượng nó sanh khởi qua sáu căn, tất cả các đối tượng nó sanh khởi trong cái thân ngũ quẩn này, chúng ta phải có sự ghi nhận, sự hiểu biết một cách rõ ràng đó. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ khi mà chúng ta tọa thiền, chúng ta đi kinh hành, cái niệm nó mới có sức mạnh. Còn nếu mà chỉ có lúc chúng ta đi kinh hoặc là tọa thiền thì chúng ta mới thực tập cái niệm, thì như vậy trong cái sự tu tập, cái niệm lực của mình nó còn non yếu, chưa đủ sức để mà vượt qua các cái phiền não nó sanh khởi. Và quý vị thấy rằng có nhiều khi mình thực tập một thời gian nhưng mà sao có những cái trạo hối, những cái truyền cái nó sanh khởi. Lúc đó cái mình biết đó, nhưng mà cái niệm mình chưa đủ để vượt qua nó. Nó giống như một cái cuồng phim, những cái phiền não này nè, trong đời sống bình thường nó bị đè nén, nó nằm yên đó, gọi là ngủ ngầm đó, tiềm ẩn nó nằm đó. Đến một lúc nào đó đó, khi mà chúng ta tu tập, cái tâm của mình nó an tịnh, an tịnh rồi á, thì lúc này đó những cái phiền não nó tiềm miên, nó ngủ ngầm, sao bắt đầu nó bùng phát lên, nó bùng phát lên giống như một cái cuồng phim á, mình nhớ tưởng lại, mình biết đó nhưng mà mình chưa có đủ lực để mà vượt qua nó, thì sao mình bị nó lôi cuốn, thì sao mình cứ mình cũng biết nhưng mà cố gắng rồi mai một mình tu tập, giống như là mình đi những cái bước đầu tiên nó chưa vững vàng, mình bị té ngã, bây giờ mình té ngã mình biết, mình đứng lên, rồi mình tiếp tục đi, nhưng mà sao mình phải ráng cố gắng nỗ lực cẩn thận hơn, phải chú tâm quan sát, tránh những cái gai góc, tránh những cái chướng ngại trên đường đi, những cái hầm hố cái nọ đó, thì sao mình sẽ không có còn té ngã nữa đó. Thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực để mà phát triển cái niệm của mình. Từ khi mà mình ngủ thức dậy là chúng ta phải có sự chánh niệm, thay vì hồi trước mình ngủ mình dậy mình lăn lên, còn bây giờ không có, bây giờ mình phải tạo cái niệm ngay từ khi mà mình vừa thức giấc, mình biết mình vừa thức dậy mình đang nằm ở trong cái quay nghi nào,
à, như thế nào thế nào thế nào biết à, trong vòng khoảng chừng vài ba phút, năm ba phút à, rồi sao à, chúng ta từ từ ngồi lên à, chuyển động của tay, chuyển động của lưng như thế nào thế nào à, mình biết rồi. Khi mà mình bước xuống giường à, cái chuyển động như thế nào từng bước từng bước từng bước từng bước mình ghi nhận rõ ràng à. Mặc dù á, là chúng ta áp dụng cái thân hành niệm vào trong cái đời sống, trong sinh hoạt hàng ngày thì nó rất là khó, nhưng mà đó khi mà quý vị cố gắng nỗ lực à, thì chính cái thân hành niệm này nó sẽ tạo được một cái sức mạnh à, để khi chúng ta à, trong à, kinh hành hoặc là trong tọa thiền à, thì chúng ta sẽ à, có một cái niệm lực rất mạnh để có thể vượt qua à, tất cả những cái triền cái, những cái chướng ngại à, những cái phiền não tiềm miên ngủ ngầm ở trong nội tâm của chúng ta à, mà như hồi nãy sẽ nói đó à, chúng ta phải có một cái niệm lực thật mạnh à, để mới chống chọi trước cái những cái da đập, những cái cơn sóng dữ của phiền não à, mà nếu mà cái thiền của mình nữa mình có vững vàng như vậy à, thì mình mới vượt qua được và mình sẽ đạt đến à, cái bờ bên kia à, thì bây giờ đó à, chúng ta đang học mà, chúng ta đang thực tập à, trước những cái tấn công của phiền não à, thì mình biết à, nếu mà mình vượt qua nó, nhưng mà khi mà chúng ta vượt qua, chúng ta đừng có vội mà à, ngã mạn à, chúng ta biết rằng hôm nay chúng ta vượt qua những cơn sóng này, nhưng mà những cơn sóng này nó còn nhỏ lắm à, chúng ta còn phải đối đầu à, với những cái cơn sóng à, của phiền não nó còn mạnh mẽ hơn à, cho nên á, là chúng ta phải có sự cẩn trọng à, và có cái niệm lực thật mạnh ừ. Rồi khi mà chúng ta thực hành vậy à, mặc dù cái niệm nó rất là quan trọng, nhưng mà không phải là chúng ta rập khuôn à, rồi chúng ta à, thô cứng à, thì làm cho cái nội tâm mình nó mệt mỏi à, chúng ta uyển chuyển à, nhẹ nhàng à, rồi chúng ta từng bước à, để chúng ta dung bồi cái niệm của mình, chứ đừng không nên mà áp đặt à, thô cứng quá thì cũng không có kết quả tốt đẹp à, khi mà quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta sống trọn vẹn à, với chánh niệm tỉnh giác à, thì quý vị sẽ thấy rằng cái tâm mình nó rất là an ổn à. Trong đời sống mà nếu mà à, một cái vị hành giả đó, trong một cái thời thiền khoảng 30 phút hoặc một tiếng đồng hồ, nếu mà chúng ta có cái niệm mạnh à, rồi chúng ta à, chánh niệm tỉnh giác đầy đủ à, trọn vẹn trong cái thời thiền đó, kiểu gì thấy cái tâm mình nó rất là mát mẻ, rất là an ổn à. Đó thì khi mà à, cái tâm mình á, chỉ khi nào có đủ chánh niệm tỉnh giác à, tất cả những cái phiền não nó vắng lặng à, thì lúc đó đó là cái tâm của chúng ta được à, được nghỉ ngơi à, một cách tốt đẹp à, chứ còn khi mà mình ngồi nghỉ mệt à, mình ngủ cái thân của mình á, thì nó tạm thời à, nó nghỉ ngơi, nhưng mà sao nếu mà chúng ta nghỉ ngơi mà chúng ta còn à, suy tư à, tính toán à, nhớ tưởng
Là sao? Thì khi mà chúng ta ngủ, tất cả những cái lực mà lôi cuốn của phiền não đó, khi mà mình ngủ thì sao? Nó trớn, cái trớn của cái sự suy nghĩ của phiền não ban ngày nó còn, thì mình ngủ không? Bắt đầu nó cũng vẫn còn làm việc, nó cũng còn tính toán suy tính thế này thế kia, thì cái đó nó thể hiện là gì? Là cái giấc mơ, đó, mộng mị rồi kia nọ đó. Thành ra đó, chỉ khi nào mà chúng ta có đầy đủ chánh niệm và trí tuệ hiểu biết sáng suốt ngay trong giây phút hiện tại, thì lúc đó đó chúng ta có được sự an ổn, cái nội tâm trong sáng, hoàn toàn an tịnh vắng lặng. Thì như vậy đó là cái nội tâm của chúng ta lúc đó nó được ngơi nghỉ. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều về cái bài học ngày hôm nay về niệm lực và niệm quyền. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể an an và kính chúc tất cả quý tu hữu, quý Phật tử có thêm được những cái kiến thức, những cái hiểu biết để mà chúng ta có thể áp dụng vào trong đời sống, cũng như áp dụng vào cái sự học tập hoặc thực tập, thực hành giáo pháp của Đức Phật, để đem đến một cái đời sống an lạc trong hiện tại và nỗ lực hướng đến sự an vui giải thoát trong ngày vị lai. Bây giờ thì xin kinh cung thỉnh chư tôn đức cũng như mà cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài, cái bài học ngày hôm nay. Và xin nhường mic lại, xin mời đạo tràng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang một lần nữa, dạ con đến kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đang dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ con kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia. Quý cô chú đạo hữu có thắc mắc gì về bài học ngày hôm nay? Dạ con thấy bàn tay của Nguyên Như. Dạ Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Bạch sư, hồi nãy giờ con có ngồi nghe sư giảng về cái chữ niệm. Dạ Nguyên Như xin kính thỉnh sư giải thích cho Nguyên Như cái chỗ mà khi mà mình thiền định á, mình có cần niệm hay không, hay là cái niệm này nó chỉ có trong thiền quán, có trong tứ niệm xứ mà thôi. Nếu mà lúc đầu tụi con tập mà tụi con dùng cái thiền định để mà làm cho có nền tảng trước khi mà vô thiền quán, thì cái chữ niệm này tụi con sẽ ứng dụng như thế nào trong thiền định bạch sư? Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì như hồi nãy sư nói là cái niệm nó là một cái chi pháp rất là quan trọng trong cái tu tiến. Thì bất cứ trong cái lĩnh vực nào và tùy theo cái pháp môn mình thực tập, mình thực hành, mà mình sẽ có cái niệm cho nó phù hợp. Cái trường hợp mà cái vị hành giả mà thực hành về thiền định, hay là gọi là thiền chỉ, hay là thiền tịnh,
Thì cái niệm nó có khác hơn với cái niệm của bên thiền quán, thiền tuệ. Thì cái niệm mà của cái vị hành giả mà thực hành trong cái thiền định là cái niệm gián áp, gián áp trên các cái đề mục, các cái đối tượng. Ví dụ như cái vị này dùng cái đề mục ca si ná đất đi, thì cái vị này đó gián áp cái tâm trên cái đề mục cái ca si ná đó. Đất 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 đất, hay là bát tháo quỳ bát tháo quỳ bát tháo quỳ, không có biết gì đến đến cái khác hết, chỉ gián áp mạnh mẽ trên cái đối tượng này thôi. Đó, cho nên là cái vị hành giả mà nếu mà tu tập thiền tuệ, thiền quán, thiền minh sát thì cũng phải có niệm, nhưng mà cái niệm nó khác hơn. Nó không có gián áp cố định trên trên một cái đối tượng mà nó trên nhiều đối tượng. Thành ra đó, nếu mà chúng ta mà lúc đầu chúng ta thực hành thiền quán á, thì có những cái vị thiền sư lúc đầu á là gọi là chỉ quán song tu, tức là chỉ trước quán sau, cũng là hơi thở. Nhưng mà lúc đầu đó những cái vị hành giả nó phải gián áp cái tâm thật mạnh trên cái hơi thở. Lúc đầu chỉ quán sát chặt chẽ vào cái hơi thở thôi. Thở vô thở ra, thở vô thở ra, phòng sợ mài đó. Lúc đầu là phải gián áp mạnh lên, nhưng mà khi mà cái tâm nó đến cái trạng thái mà cận định rồi, thì thay vì nếu mà những cái vị hành giả mà tu tập thiền thiền định thiền chỉ đó, thì đi sâu vô định mạnh luôn, còn cái vị mà tu tập thiền quán đó, thì trạng thái cả tức là không phải chỉ biết cái hơi thở không, mà bất cứ một cái đối tượng nào là dầu danh dầu sắc thì trạng thái các cái đối tượng, bất cứ đối tượng nào sanh khởi mẻ giây phút đó phải nhận, mình phải hiểu biết một cách rõ ràng như vậy đó, thì mình thấy sao là tất cả các đối tượng luôn luôn sanh diệt, luôn luôn thay đổi. Còn cái vị mà tu thiền chỉ á, thì bị gì gián áp trên cái đối tượng đề mục đất không à, cho nên á không, đối tượng không thay đổi, không có sanh diệt đó. Cho nên á là khi mà mình nói mà tới mà nấu á, thấy không, thì dù bất cứ nấu cái gì, nấu nước hay là nấu cơm hay là nấu bất cứ cái gì á, cũng sao phải xài lửa hay là năng lượng hay là nhiệt năng, thì á tùy theo. Có khi mình nấu bằng rơm, bằng củi, nhưng mà có khi mình nấu bằng ga, bằng dầu lửa hoặc là bằng điện, thì hãy mới nói tới mà tu tiến, bất cứ là thiền thiền tịnh thiền chỉ, thì phải có cái niệm, cái niệm này nó là gián áp, gián áp trên một đối tượng thôi. Còn nếu mà chuyển qua thiền quán á, thì phải không? Phải ghi nhận tất cả các đối tượng nào
À, ngay giây phút đó, đối tượng đó nổi trội nhất. Quán sát cả các đối tượng trong tâm hay là các đối tượng ở bên ngoài đang diễn biến qua các căn, diễn biến qua hữu quẩn, chúng ta đều phải quán sát, phải ghi nhận tất cả. Thành ra đó, cái niệm là nó một đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Cho nên á, quý vị thấy cái niệm là xuyên suốt từ từ tu tập các cái thiền sắc giới cho đến vô sắc giới. Rồi cái niệm nó xuyên suốt trong tất cả thân thọ tâm pháp. Và xong chính cái niệm này nó sẽ là cái tạo cái nền tảng đưa đến định. Mà có định rồi thì mới có tuệ. Đây là một cái công thức chung cho tất cả. Chúng ta phải biết tùy theo những cái vị hành giả chúng ta tu tập. Nếu mà bây giờ mình đi theo cái con đường mà tịnh chỉ thiền định thì đi theo cái cách thức niệm gián áp trên một đối tượng thôi, ghi nhận bất cứ đối tượng nào khác. Còn nếu mà chúng ta đi theo cái con đường thiền quán, thiền tuệ, thiền minh sát thì chúng ta phải quán sát, ghi nhận tất cả các đối tượng đang diễn ra, bất cứ trong đối tượng nào, danh hoặc là sắc, nội quán hay là các cái đối tượng bên ngoài, chúng ta đều phải ghi nhận một cách rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, không sớm mà cũng không trễ. Đối tượng như thế nào mình ghi nhận như thế đó, mình biết rõ, không xét đoán, không phán đoán, cũng không đồng quá, cũng không có so sánh. Bất cứ đối tượng nào đang hiện khởi như thế nào, mình ghi nhận rõ ràng, chính xác, đầy đủ như thế đó là đúng. Thì cũng xin giải đáp với thắc mắc của cô Nguyên Nhân. Và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nguyên Như con xin kính tri ân sư Pháp Thanh đã giải tỏa câu hỏi của Nguyên Như. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chị Minh Trang cầm mic để tiếp tục ạ. Dạ, sa thú. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng. Sa thú Nguyên Như đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng. Con thấy thời gian mình vẫn còn nên con kính mời đạo tràng. Còn có thắc mắc gì không ạ? Quý cô chú có thể đặt câu hỏi. Anh Kevin có câu hỏi không? Anh Mỹ có câu hỏi không anh Mỹ? Dạ, kính mời đạo tràng. Không biết là huynh Giang Nhất Hạ có câu hỏi không ạ? Nguyên Trang thấy bàn tay của bạn trai của anh Mỹ. Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính đảnh lễ bà ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ, kính thưa sư, có mình có chánh niệm, nhưng mà mình có khi nào có cái gì gọi là tà niệm không sư? Nhưng mà nếu mà tà niệm, cái anh niệm này nó nằm ở trong 29 sở hữu tịnh hảo vậy, nhưng mà nếu mà mình tà niệm vậy, mình có cái niệm nào trong thì con hơi confused. Nếu mà mình có cái tà niệm thì cái niệm tà niệm này nó đâu có nằm trong cái 19 sở hữu tịnh hảo đâu hả sư? Dạ, vậy cái thắc mắc của con là
có cái gì gọi là tà niệm không sư? Dạ, kính chân sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. À, cái chuyện với cái tà niệm này, hai cái này nó đối lập với nhau. À, nó không thể nào mà có mặt cùng một lúc với nhau được. Khi mà chúng ta có cái tà niệm thì lúc đó là không có chánh niệm. Mà khi mà có chánh niệm thì không thể nào mà có tà niệm nó xen vô được. Chỉ có khi chúng ta niệm một cách là lơ là, rồi chúng ta buông lung, thì lúc đó đó cái tà niệm nó mới nhảy vô được. Chứ còn nếu mà khi mà chúng ta cái niệm chúng ta mạnh mẽ, miên mật, không có cả hở đó, thì cái tà niệm này không có nhảy vô được. Thí dụ như cái tà niệm là nó suy niệm về những cái sai lầm, cái ái dục hay là cái gì đó, mày lúc đó, đó là cái chánh niệm không có mặt. Còn khi mà chánh niệm mà nó có mặt, có đầy đủ, cái niệm lực nó mạnh mẽ đó, thì cái anh kia không bao giờ anh xen vô được. Cái trường hợp mà như nãy sư nói đó, tức là những cái truyền cái phiền não tìm miên ngủ ngầm á, sở dĩ mà nó hiện khởi, nó bộc phát được đó, là tại vì cái chánh niệm của mình còn non yếu. Cái tà niệm, cái lực nó mạnh hơn, cho nên là lúc đó đó nó mới bùng phát được. Nhưng mà mình biết, nhưng mà mình chưa có đủ để mà đem cái niệm của mình trở về, bị phiền não nó quá mạnh. Thì như sư nói đó, giống như cái chiếc thuyền của mình đó, nó những cái kết cấu của nó mình mới đóng, nó chưa có vững. Bây giờ mình mới vừa ra bị một cơn sóng dữ của phiền não thì nó đánh thì dở tan. Cho nên đó, lúc đó mình biết cái niệm lực của mình nó còn non yếu, chưa đủ ương đầu với cái phiền não. Thì sao? Mình phải cố gắng, mình phát triển, mình dung bồi cái niệm lực của mình cho nó mạnh lên. Và khi mà chúng ta có cái niệm lực chân chánh rồi đó, thì không bao giờ có phiền não nó tấn công được. Hiện tại bây giờ cái vị hành giả phải biết là, hay là quý vị học trong di diệu pháp như vậy, không thể nào cùng lúc có hai sát na mà nó hiện khởi được. Không bao giờ có một lúc hai đối tượng nó sanh khởi được. Chỉ có trước và sau, nhưng cái tốc độ nó sanh diệt quá nhanh, mình không có bắt kịp. Cái niệm lực của mình nó còn non yếu, cho nên là cái tà niệm, phiền não nó mới sanh khởi, nó tấn công. Đó, cho nên đó là chúng ta phải khéo cẩn trọng trong cái lúc mà chúng ta thực hành và chúng ta quan sát. Thì có những lúc mà nó tấn công mình, mình thua, lúc đó nó tràn ngập, nó chiếm giữ, thì bây giờ mình phải ráng, bây giờ mình ráng cố gắng mình tu tập lại, phát triển cái niệm lực, nhất là cái thân hành niệm, biết rõ, ghi nhận tất cả các đối tượng trong sinh hoạt, trong đời sống, trong từng đại quay nghi, tiểu quay nghi, thì khi mà mình cố gắng ghi nhận,
phát triển cái niệm lực của mình á, trong đời sống sinh hoạt á, thì cái này niệm lực mạnh mẽ, thì khi mà chúng ta thực hành, đi vào thực hành á, mới đủ sức để mà đối trị với các cái tà niệm. Luôn luôn nhớ giống như bóng tối và ánh sáng nè. Nếu mà dù mình có mặt thì lúc đó là bóng tối, mà nếu mà mình có mặt tệ giác đầy đủ thì không phải đẩy lùi bóng tối, không bao giờ có nhà tà mà nó xuất hiện cùng một lúc. Xin giải đáp cái thắc mắc của tà niệm. Nó là thuộc về các cái tâm sở bất thiện, tham muốn, dính mắc, rồi bực bội sân hận, không có chấp nhận đối tượng, mà tất cả đó là gì, là si mê, thấy qua cái tính chất tục đế, đó thành ra đó hả, mà tà là nó thuộc về bất thiện, mà chánh là thiện, hả, tà đó là nó nằm ở trong các cái 12 những cái sở hữu bất thiện, mà chánh thì nó nằm ở trong các cái sở hữu tịnh hảo, thì mình phải bưng phân biệt rạch ròi như vậy. À, đúng rồi, những cái sở hữu bất thiện đó là thuộc về tà, thì nó mới có tà niệm, tà tính, tà tính thì sao, tà niệm, tà tinh tấn, tà định, đó vậy đó. Còn hả, mà chánh tính, có chánh niệm, chánh tinh tấn, thì mới đi đến chánh niệm. Rồi chánh niệm mới có chánh định, chánh định nó phát triển tới chánh tri kiến. Thì xin giải thích với cái thắc mắc của chú Cận Sơn Nam, và chúc chú nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú, sa thú. Dạ con đã thấy anh Kevin, kính tri ân sư ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Không biết là quý đạo hữu còn có câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ sau đây con thấy bàn tay của Tịnh Tâm. Dạ Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thành, và dạ, kính chào quý đạo hữu. Dạ kính sư cho con xin hỏi niệm quyền này với lại niệm trong bát chánh đạo nó có giống nhau không thưa sư, như thế nào, nếu nó có khác nhau và nó khác nhau như thế nào, con kính sư chỉ dạy cho con hiểu rõ. Dạ sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì thật sự ra đó là ở cái niệm thì cái trạng thái của nó là như nhau. Cái trạng thái của nó là ghi nhận hay biết đối tượng một cách rõ ràng. Nhưng mà đó là ở mỗi cái thời điểm á, thì nó làm cái việc công việc khác nhau chút thôi. Ví dụ như á, cái niệm lực ở đây nó là cái sức mạnh,
À, nhờ cái sức mạnh này đó nó mới đi đến là chánh niệm đó. Chánh niệm là sao? Là lúc đó mình mới từ cái niệm bình thường, à, khi mà chúng ta phát triển nó trở thành một cái sức mạnh, lúc đó à, bắt đầu nó chánh niệm là nó xuyên thấu được đối tượng một cách rõ ràng. À, lúc đầu mình ghi nhận nhưng mà nó yếu, rồi lần 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 cái niệm lực mình nó mạnh lên, à, mạnh lên rồi đó bắt đầu á nó gạt bỏ, loại bỏ tất cả những cái chế định tục đế, à, của đối tượng, à, để nhìn thấy rõ được cái thực tính thực tướng của đối tượng, à, cho nên á là lúc đó mới gọi là chánh niệm. À, hồi nãy sư cũng có phân tích cho quý vị hiểu đó, tức là lúc đầu đó thì mình cũng ghi nhận hơi thở, nhưng mà mình tạm gọi là chánh niệm thôi, nè, chứ chưa đúng cái tính chất của nó. Cho đến khi nào đó mà quý vị nhìn thấy gạt bỏ đi cái hơi thở, à, cái thở vô thở ra, thở vô thở ra phòng, à, sọp, mà quý vị trực giác nhìn vào cái gì, cái tính chất, cái chuyển động của cái hơi thở, à, nó căng phòng, nó di chuyển, à, nó nhẹ thế này, à, rồi nó luôn luôn là thay đổi, nó luôn luôn sanh diệt. À, chứ còn lúc đó mình không còn quan tâm đến cái chế định của nó là hơi thở vô hay hơi thở ra nữa, mà chỉ là ghi nhận rõ ràng cái chuyển động, một cái chuyển động nó đang diễn ra, nó là đối tượng, à, nó chuyển động như thế nào biết thế đó, à, nó căng phòng, à, nó di chuyển, nó di động, à, rồi như nó như thế nào biết như thế đó, à, nó sanh nó diệt, à, cái nào là nhân, cái nào là quả, cái nào là danh, cái nào là sắc. Khi mà mình hiểu biết một cách tường tận rõ ràng như vậy, à, thì mới gọi là gì, là đúng cái chánh niệm. Thì cái chánh niệm ở trong bát chánh đạo đó thì nó cao hơn cái niệm mà thông thường, à, thì cũng vậy. Thí dụ như bây giờ cũng một người này, à, một người này mà khi mà học ở cái bậc trung học, à, thì cái kiến thức của người này đó nó thấp hơn, à, khi mà cái người này mà đi học và đi vào thi vào đại học, à, thì cũng một người này, à, nhưng mà cái kiến thức nó sẽ được cao hơn, à, đó, nó rộng hơn, sâu hơn, à, đi đến cái thành đạt cái bằng cấp mà thì cái người này sẽ là, à, cử nhân, rồi, à, thạc sĩ, tiến sĩ rồi chẳng hạn. Còn cái người kia đó thì bất quá khi mà đạt được đó, thì chỉ là cái bằng cấp trung học mà thôi, à, cho nên đó là các cái chi pháp đó thì nó có mặt. À, những cái chi pháp mà quan trọng như là niệm và tuệ, à, quý vị sẽ còn thấy ví dụ như cái niệm này á, nó có trong gì, năm quyền, năm lực nè, rồi mai mốt mình đi vào cái thất giác chi á, thì nó là niệm giác chi, rồi trong bát chánh đạo thì nó trở thành là chánh niệm, à, đó, thành ra quý vị thấy rằng á, nó đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng nha. Trong cái bài kinh mà tứ niệm xứ là cái chi pháp, cái niệm nó đóng vai trò quan trọng tất cả, à, trong, à, thân thọ tâm pháp nha. Thành ra đó cái niệm nó sẽ ở mỗi một cái hoàn cảnh, à, nó như thế nào tùy theo điều kiện. Ví dụ như ở
trong cái ngũ quyền ngũ lực này đó, là nó nói về cái sự cai quản, à, một cái sức mạnh, à, nhưng mà chính nhờ có cái sức mạnh này nè, à, làm nền tảng nó mới đi đến được cái chánh niệm, à, nó cũng là nó đó. Cái trạng thái nó giống nhau, nhưng nó làm cái công việc ở một cái cấp độ cao hơn, à, với trình độ cao hơn, à, thì cũng xin giải đáp với cái thắc mắc của Tịnh Tâm. Và dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ, con đã thấy Tịnh Tâm. Dạ, con kính tri ân sư ạ. À. Dạ, kính cảm ơn Tịnh Tâm đã đặt câu hỏi. Dạ, sau đây con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ ạ. À. Dạ, con kính thỉnh sư Thanh Tâm. Dạ, con không biết sư Thanh Tâm có trước máy không ạ? À? Dạ, sư Thanh Tâm có trước máy. Dạ, con kính thỉnh sư Thanh Tâm chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. À. Dạ, con kính thỉnh bàn tay của sư. Dạ, con không thấy tín hiệu của sư Thanh Tâm ạ. À. Dạ, con kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp không ạ? À? Dạ, con kính thỉnh bàn tay của sư Thanh sư Pháp Thanh ạ. À. Dạ, sư Pháp Thanh có trước máy không sư? Dạ, sa thú, con thấy đã thấy bàn tay của sư. Con kính tri ân sư ạ. À. Dạ, con kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, xin thay mặt chư tăng để phúc chúc trong kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Dạ, giải phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an. Dạ, kính chúc tất cả quý tôn nữ cũng như quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống và hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với thiện sự này. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui, hạnh phúc. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta nuvavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuvavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nuvavena sada soti bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ quay đức giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu lành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay, và kính tri ân sư đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya de wata san witi hara wasini tu be kare po ti kare tahin tahin ta thammada ne na pha wan tu pu chi ta so ting karon te thawi ha ramanda le te ra cha mat cha na wa ka cha fit ka vo sara mi ka dan na ba Nabati upasaka
Gama cha de sa ni gama cha isara sapa na phu ta sukita pha wan tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta. Atha wu pa pa ti ka. Ni ya ni kam tham ma wa rang pa ti cha te sap be bi duk kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi rang sang tham mo tham ma tha ra cha buk ka la. Sang kho ho tu sa mak go wa at tha cha hi ta cha cha am he ra tu. Kha tu sak tha. Satta dhammo sabbe pi dhammacarino vuttin sampa puneya ma dhamma ricappave dite. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ nằm nơi tâm trong ngài vị lanh, vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tay nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dạ sau đây con một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh đã đến với đạo và giảng dạy cho con bài học ngày hôm nay. Và kính cảm ơn quý cô chú đạo hữu đã đến với đạo tràng và tham gia thời pháp do sư Pháp Thanh giảng dạy. Vào ngày mai vào lúc 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là 8 giờ sáng vào ngày mai, và đạo tràng chúng ta có thể sẽ gặp lại sư Pháp Thanh và sư sẽ tiếp tục giảng dạy 37 phẩm trợ đạo. Và con kính mời đạo tràng trở lại Zoom vào ngày mai. Và sau đây con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Và con kính tạm biệt đạo tràng, kính chúc đạo tràng có một đêm an lành. Và con xin xuống mít tạc. Và một lần nữa con kính mời quý cô chú trở lại rừng vào ngày mai vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là 8 giờ sáng ngày mai ạ. Và con kính tạm biệt đạo tràng. Và con xin xuống mít tạc.